Cuộc thi With Love trao tặng yêu thương. Minh Anh, mẹ lấy cái áo Halloween mẹ cho Khuê nha, chịu không? Sao hả? Cho Khuê đi nha. Không. Tại sao không? Cái áo đó của ai? Của Nam, của một cái thôi. Giờ mà mẹ cho Khuê mượn, con chịu không? Không. Cho đi mà. Không. Vậy thôi, mẹ cho Khuê mượn cái đồ chơi trang điểm của con nha. Không. Sao hả? Con có nhiều đồ chơi quá, con chia cho Khuê một cái nha. Không. Cho Khuê một cái một thôi. Không. Vậy con có thích cho Khuê cái gì không? Không. Nếu như vậy là con không ngoan rồi. Con phải chia cho Khuê một cái khi chơi với chứ. Con chia cho Khuê cái gì? Hả? Chia cho Khuê một món đi. Con búp bê nha. Chịu không? Con có một búp bê à. Thì bây giờ con có nhiều đồ chơi quá, vừa có đồ trang điểm, vừa có búp bê, vừa có áo Halloween nữa, con chia cho Khuê một cái đi. Thôi chia cho Khuê cái đèn bí ngô nha. Vậy sao? Vậy con phải bé ngoan không? Con chia cho Khuê một món gì đi. Chia cái gì cho Khuê? Chia áo lòng cho Khuê. Vậy à?